Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Và đây là Samsung Galaxy Note 10 Plus, chiếc Note 10 cao cấp nhất của nhà Samsung vừa ra mắt ở thời gian vừa qua. Mình cũng đã có một khoảng thời gian khá là dài với nó, khoảng tầm hơn 69 giờ. Nhưng mà mình vẫn lấy tiêu đề là 69 giờ trải nghiệm, bởi vì trước đó thì mình đã có một series trải nghiệm những chiếc máy trong vòng 69 giờ, kể cả S10, S10 Plus, các thứ các kiểu. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái trải nghiệm về chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus sau 69 giờ trải nghiệm của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và trước khi bắt đầu nội dung chính của video thì mình muốn cảm ơn cửa hàng Di Động Việt đã hỗ trợ cho mình sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 Plus để thực hiện video này. Quay trở lại với nội dung chính của video, đấy là những trải nghiệm của mình trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này sau 69 giờ qua. Thì thứ nhất, mình vẫn muốn chia sẻ lại cái thiết kế của Samsung Galaxy Note 10 Plus. Thì đây chính là chiếc smartphone có cái kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay của nhà Samsung. Đấy là 6,8 inch, độ phân giải là 2K. Với cái kích thước màn hình như thế này thì tất nhiên cái kích thước tổng thể của nó cũng bị đẩy lên khá nhiều khi mà chúng ta so với Samsung Galaxy S10 Plus hay là chúng ta so với bản thân chiếc Samsung Galaxy Note 10 năm nay. Thế nhưng bản thân mình lại có một cái gì đó rất là quen thuộc với chiếc máy này. Mình cầm nắm trên nó không cảm thấy quá là khó khăn, bởi vì mình cũng là một trong những người có cái bàn tay khá là lớn. Và cũng bởi vì một lý do nữa, đấy là trước đó thì mình cũng đã sử dụng chiếc Samsung Galaxy S10 5G, một chiếc máy cũng có kích thước màn hình là 6,7, nó chỉ nhỏ hơn một chút so với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này thôi. Thế nên rằng là cảm giác mình cầm nắm nó vẫn tốt. Chủ yếu là về các góc của Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus nó sẽ vuông hơn so với cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G của mình. Còn về hoàn thiện thì mình phải nói rằng hoàn thiện của Note 10 năm nay làm quá tốt đi. Cái phần viền kim loại với phần mặt kính, kể cả mặt kính trước, mặt kính sau đều được làm cực kỳ khít, và gần như chiếc máy của mình không có hiện tượng gì bị hở viền. Không biết là trong những chiếc máy khác, trên những chiếc máy khác thì nó có bị gặp hiện tượng này hay không, như trên chiếc máy của mình hoàn toàn là không bị. Nên mình sẵn sàng cho 10 điểm ở cái phần hoàn thiện thiết kế của chiếc máy này. Thêm nữa thì với chiếc Samsung Galaxy Note 10 này, chúng ta cũng sẽ có những phiên bản màu sắc nó rất là đẹp. Đây là cái màu Aura Cloud. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có thêm một phiên bản nữa cũng có khả năng đổi màu, nhưng mà nó sẽ là một cái màu tối hơn so với phần mặt lưng của chiếc máy này. Thì từ đó các bạn sẽ có những cái trải nghiệm về màu sắc nó mới mẻ hơn, thay vì chỉ có một số màu cơ bản và không hề có đổi gì hết trên những cái chiếc Samsung Galaxy S10 và S10 Plus. Và một điểm nữa mình đánh giá rất cao cả chiếc Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus, đấy là họ đã bỏ đi cái nút Bixby ở trên chiếc máy này. Không phải bỏ mà là tích hợp nút Bixby và nút nguồn. Trước đây thì cái phím bên cạnh trái dưới hai nút tăng giảm âm lượng chúng ta sẽ có, đấy là Bixby. Khi mà bấm vào thì các bạn sẽ gọi ra trợ lý ảo. Đôi khi bản thân mình còn bị nhầm khi mà sử dụng trên cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G này. Đấy là khi mình muốn giảm âm lượng thì mình thường xuyên bị bấm vào nút Bixby. Vậy nên là bỏ đi nút Bixby là một trong những điều cực kỳ đúng đắn của Samsung. Nhưng mà mình lại không cảm thấy hài lòng khi mà Samsung lại đưa cái nút nguồn tích hợp Bixby vào cái vị trí ở nút Bixby như thế này. Trước đây khi mà mình xem video trên YouTube hoặc là mình nghe nhạc, mình muốn giảm âm lượng thì mình thường xuyên bấm nhầm vào nút Bixby, thì khi đó nó chỉ bị nhảy qua cái màn hình của Bixby thôi. Còn bây giờ khi mà mình giảm âm lượng thì mình toàn bị bấm nhầm vào nút nguồn thôi. Không biết là một thời gian nữa mình có kịp thích nghi với cái nút này hay không, chứ cứ như thế này thì sẽ hơi bị khó khăn và hơi bị khó chịu cho bản thân mình. Giá như mà Samsung vẫn để cái nút nguồn ở bên vị trí ở bên cạnh phải như thế này thì chúng ta sẽ có những cái thao tác nó tuyệt vời hơn so với việc là để bên cạnh trái. Mong rằng là trong phiên bản tiếp theo, ví dụ như S11 hay là ví dụ như Note 11, thì Samsung sẽ cải thiện điều này để mang lại cho mọi người cái thao tác sử dụng là tốt hơn. Đến với trải nghiệm màn hình thì với màn hình của Samsung Galaxy Note 10 Plus mình đánh giá là nó không khác biệt so với những cái trải nghiệm về màu sắc trên màn hình của Samsung Galaxy S10, S10 Plus cũng như S10 5G. Bởi vì chúng ta đều có màn hình với tấm nền Dynamic AMOLED, màn hình 2K+, và chúng ta cũng sẽ có tỷ lệ mới là 19:5:9. Và sự khác biệt về màu sắc là không có, chủ yếu là các bạn sẽ có một kích thước màn hình lớn hơn để mang lại không gian sử dụng trên màn hình này là nhiều hơn. Và thêm nữa thì cái nốt ruồi trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 thì nó cũng được đẩy ra giữa để tạo ra một cái sự cân đối hơn trên cái phần bề mặt trước. Nhưng mà nhiều người thì vẫn không thích cái phần nốt ruồi này. Mình thì vẫn thích hơn là cái phần nốt ruồi nó được nằm gọn vào một góc, thì khi đấy các bạn sẽ không bị quá khó chịu, không bị quá để ý vào nốt ruồi. Vì khi để vào giữa như thế này thì nó cứ kiểu một cái gì đó nó lừng trừng trước mặt các bạn. Mình thì vẫn thích là góc hơn. Các bạn thích ở góc hay là thích ở giữa thì comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Còn lại về phần chất lượng hiển thị của Samsung Galaxy Note 10, quá là tuyệt vời, có ok. Mình không có ý kiến gì để có thể chê trách trên màn hình này.
Tiếp tới thì chúng ta sẽ đến một phần mà có lẽ các bạn cũng sẽ quan tâm nhiều, đây là phần hiệu năng của chiếc máy này, liệu là nó có thay đổi nhiều so với Samsung Galaxy S10 S10 Plus hay không, bởi vì nó cũng đã được trang bị một con chip mới, đấy là Exynos 9825, và trên cái phiên bản của mình thì nó sẽ có tới là 12GB. Về hiệu năng của chiếc máy này thì mình cảm thấy nếu như các bạn chỉ sử dụng để chơi những tựa game kiểu Asphalt 8 này, chúng ta chơi Liên Quân, chúng ta chơi PUBG và các bạn chơi một số tựa game nặng hơn tí nữa, thì cái sự khác biệt để có thể cảm nhận được khi mà so sánh với Samsung Galaxy S10, S10 Plus hay là S10 5G thì cũng không thể nào mà phân biệt được. Mà cái thứ mà mình có thể cảm nhận rõ nhất trên cái con chip này đấy là về phần xử lý nhiệt năng. Khi mình chơi những tựa game quen thuộc mà trước đó mình đã chơi trên chiếc Samsung Galaxy S10 5G cùng con chip là Exynos 9820, thì bản thân mình nhận thấy rằng là cái phần nhiệt năng từ con chip Exynos 9825 nó đã có phần giảm đi, nó không nóng như con chip Exynos 9820 để mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm khi mà cầm nắm chiếc máy nó thoải mái hơn. Và phải nói mình đánh giá rất cao ở cái phần hiệu năng cũng như là nhiệt năng của con chip Exynos 9825 nó mang lại cho chúng ta trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus, nó không quá nóng, trong khi đó thì hiệu năng chúng ta vẫn tốt. Chỉ đáng tiếc một điều đấy là thị trường Việt Nam chúng ta sẽ không được mang cái phiên bản Snapdragon 855 về, mình thì mình vẫn thích cái phiên bản chạy Snapdragon 855 hơn. Tiếp tới về trải nghiệm camera ở phần này thì có lẽ là mình cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì thực sự cái bộ ba camera trên chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này nó không khác biệt so với cái bộ ba camera trên những chiếc kiểu S10, S10 Plus cũng như S10 5G. Chủ yếu là phần mềm thuật toán của nó sẽ được thay đổi một chút và cũng như là tính năng của nó cũng sẽ được nâng cao lên một tí để cho các bạn có những cái trải nghiệm là tuyệt vời hơn, bởi vì là phần cứng của bao ống kính này thì nó vẫn sẽ là phần cứng của bao ống kính đã xuất hiện trên Samsung Galaxy S10, S10 Plus cũng như là S10 5G. Chúng ta sẽ có ở đây, đấy là thêm cái ống kính TOF để giúp cho các bạn có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều tính năng hơn. Đầu tiên đấy là tính năng về quay video lấy nét động, thì đây là những cái tính năng mà trước đấy chưa từng xuất hiện trên Samsung Galaxy S10, S10 Plus và có lẽ là nó cũng sẽ khá là xa lạ đến các bạn. Còn đối với mình thì nó khá là quen thuộc, bởi vì mình đang sử dụng S10 5G thì cái tính năng này đã xuất hiện trên S10 5G rồi, và trước đó thì mình cũng đã trải nghiệm cái tính năng quay video lấy nét động trên chiếc Samsung Galaxy A80. Nhưng với cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 này thì cái tính năng lấy nét động của nó cũng mang lại cho các bạn nhiều cái chế độ hay ho hơn. Đấy là các bạn sẽ có những cái bộ lọc màu, ví dụ như là vòng tròn lớn này, chúng ta có tô điểm màu và các bạn sẽ có nhiều sọc để giống kiểu là tạo những video nó ạt ạt một tí, thay vì việc các bạn sẽ chỉ quay video xóa phông thông thường mà thôi. Thì đấy, nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm tạo ra những thước phim rất là hay ho. Còn lại với những chế độ khác, ví dụ như là chụp toàn cảnh, chụp chuyên nghiệp này, thì các bạn cũng sẽ có những chế độ chỉnh tay thủ công và cái khẩu độ các bạn vẫn sẽ chỉ chỉnh được f1.5, f2.4. Và những bức ảnh mà mình chụp ra từ chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này thì mình cảm thấy rằng chất ảnh của nó không khác biệt so với những chiếc Samsung Galaxy S10 cũng như S10 5G mà mình đã sử dụng. Còn nếu thực sự các bạn muốn có một video đánh giá thật kỹ camera của Samsung Galaxy Note 10 thì mình sẽ hẹn các bạn trong một video tiếp theo để mình có thể làm riêng về camera của Samsung Galaxy Note 10 Plus cũng như là Note 10. Chứ video này nếu mà mình làm kỹ quá thì nó sẽ dài thong lòng, không thể làm hết được. Tiếp tới, một cái trải nghiệm mà mình cực kỳ hài lòng nữa trên Samsung Galaxy Note 10 Plus đấy là về trải nghiệm sạc pin của máy. Pin của Samsung Galaxy Note 10 Plus là một trong những quả pin có dung lượng cực kỳ lớn, đấy là 4.300 mAh. Mình có thể on screen lên tới là gần 6 tiếng và cũng tùy theo những cái tác vụ mà các bạn sử dụng là gì. Các bạn chơi game nhiều, các bạn chơi game ít hay là các bạn sử dụng những cái tựa game, những cái ứng dụng nhẹ thì cái thời lượng pin nó còn được đẩy cao lên hoặc là rút ngắn đi tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn mà thôi. Còn nhu cầu cơ bản của mình đấy là chơi 1-2 trận PUBG Mobile và cũng như mình sử dụng để check YouTube là chính, cũng như là xem những cái thông báo đến từ Facebook nhận cuộc gọi thì nó có thể on screen cho mình lên tới là gần 6 tiếng, chủ yếu là mình xem YouTube rất là nhiều. Còn với cái khoảng thời gian để sạc pin cho cái sản phẩm này, mình đang sử dụng một cục sạc hỗ trợ Power Delivery lên tới là 65W. Thế nên khi mà mình cắm cái cục sạc đó cho chiếc Samsung Galaxy Note 10 này, nó có thể phát huy hết công suất và cái chiếc máy này nó nhận công suất sạc lên tới là 45W. Nó giúp cho mình có thể sạc đầy cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này một cách cực kỳ nhanh. Mình thì mình không để ý đâu, bởi vì là khoảng tầm 8 giờ sáng cái chiếc máy này nó còn khoảng hơn 10%, thì mình bắt đầu mình cắm vào thì đâu đó tới khoảng tầm hơn 9 giờ thôi, mình ngó lại đã 100% từ bao giờ rồi. Mình không để ý là nó sạc đầy trong vòng 1 tiếng hay là sạc đầy trong gần 1 tiếng, nhưng nó chỉ loanh quanh khoảng tầm là 1 tiếng thôi mà đã đầy được chiếc máy này. Thế nên rằng là khi mà các bạn sử dụng Samsung Galaxy Note 10 Plus thì các bạn sẽ không bao giờ phải lo đến việc là hết pin, bao giờ hết pin hay là bao giờ sạc đầy pin. Tất cả những gì mà các bạn cần phải có đấy là cục sạc 45W thế thôi. Còn lại về việc sạc đầy pin hay là hết pin nhanh, các bạn không cần phải quan tâm tới. Đây là một trong những trải nghiệm mà mình đánh giá cao nhất trên Samsung Galaxy Note 10 Plus mà Samsung đã nâng cấp lên cho nó, khi mà so sánh với những chiếc máy kiểu Samsung Galaxy S10, S10 Plus hay là S10 5G mà mình đã sử dụng qua.
Còn một thứ nữa mà không thể không nhắc tới khi mà đánh giá một chiếc máy của dòng Note, đấy là về keyboard S Pen trên Samsung Galaxy Note 10 cũng như là Note 10 Plus năm nay. Thì thực sự là những cái công nghệ của bút Note 10 Plus thì Note 10 nó cũng sẽ được hưởng mà thôi. Thế nên mình chỉ cần chia sẻ về cái bút này thì bạn cũng có thể liên tưởng về cái bút trên Note 10 bình thường nhá. Giao diện khi mà chúng ta rút bút ra nó đã không còn giống như trên những chiếc Samsung Galaxy Note 8, Note 9 mà trước đây các bạn đã từng thấy nữa, mà nó đã được xếp dọc một hàng như thế này. Thì những cái tính năng cơ bản của nó cũng giống tương tự như những chiếc máy kia mà thôi. Như kiểu scan right, chúng ta có tính nhắn động này, viết tay AR. À, chúng ta có thêm một tính năng đây là vẽ tay AR. Chúng ta có dịch pen up. Thì những tính năng này các bạn có thể trải nghiệm sau. Mà mình muốn chia sẻ đến các bạn về những tính năng gọi là ngoái, tức là chúng ta không cần động vào màn hình mà vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ như khi mình sử dụng cái app camera, thì khi mà trước đây cái bút trên trên trước Samsung Galaxy Note 9 các bạn cũng có thể làm được một số điều, ví dụ như là các bạn đút vào nó sẽ lật camera, hay là các bạn đút vào cái nữa nó sẽ đảo lại camera, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở việc đảo camera và chúng ta chụp ảnh bằng bút mà thôi. Còn năm nay thì các bạn sẽ có những thao tác kiểu là ngoáy vào như thế này này, ngoáy vào như này để chúng ta có thể zoom. Thế là các bạn có thể sử dụng như này, các bạn lắc qua để chỉnh chuyển qua những cái chế độ mà các bạn cần. Ví dụ như khi mà mình để cái chiếc máy ở xa mà mình muốn chuyển qua chế độ quay video nhanh thì mình sẽ có thể cầm cái bút này và mình ngoáy từ xa luôn. Khi đó thì chúng ta sẽ không cần phải lại gần chiếc máy mà chúng ta vẫn có thể chuyển qua được những chế độ mà chúng ta cần. Thì đây là những cái điểm mà mình cảm thấy rằng cái bút S Pen này nó rất là tiện lợi. Và ngoài những tính năng mà mình vừa kể trên ra thì nó còn làm được nhiều hơn thế. Nó làm được nhiều những công cụ hơn thế, và tùy theo những nhu cầu mục đích sử dụng của các bạn thì các bạn sẽ có thể là tìm hiểu được thêm nhiều tính năng hơn. Nhưng khi mà được tích hợp với con quay hồi chuyển cũng như là cảm biến chuyển động ở đây thì các bạn sẽ có cực kỳ nhiều thứ hay ho sử dụng với cái bút S Pen này. Và một thứ nữa mà mình cũng đánh giá cao ở phần trải nghiệm cây bút khi mà Samsung đã biết lắng nghe người dùng, đấy là họ đã tích hợp cái hiển thị phần trăm pin của cây bút lên trên màn hình. Khi mà chúng ta rút cái bút ra hay là khi các bạn mở những cái action này lên thì nó cũng sẽ hiển thị pin ở ngay bên trên đây, giúp cho các bạn có thể là tiện hơn trong việc là theo dõi pin của cây bút còn bao nhiêu phần trăm, chúng ta có thể cắm vào sạc lại pin cho chiếc bút, không bị là hết pin giữa chừng. Hoặc là trước đây trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 thì các bạn sẽ phải nhìn ở trên cái biểu tượng nhỏ tí này và các bạn kéo xuống để xem về cái phần trăm hiển thị của bút. Thì đó là những tính năng mà mình đánh giá là Samsung đã mang lại cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời hơn trên cái bút S Pen của dòng Note. Và trên đấy là những cái trải nghiệm của mình về chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus sau 69 giờ qua mình sử dụng nó. Phải nói rằng là mình cực kỳ hài lòng về Samsung Galaxy Note 10 năm nay, Note 10 cũng như Note 10 Plus. Note 10 mình chưa sử dụng, mình nói kỹ hơn một chút, chính xác hơn một tí, đây là về Note 10 Plus năm nay. Từ phần sạc pin, từ phần pin sử dụng, từ phần màn hình của nó, mình chỉ không hài lòng, mình chỉ không thích ở cái phần màn hình này khi mà nốt ruồi đặt ra giữa mà thôi. Và cũng như là cái phần nút nguồn của nó đặt sang bên cạnh trái dưới cái nút volume làm cho mình hay bị nhầm. Còn lại thì gần như mình không còn cái điều gì nữa để chê trách chiếc máy này. Mà các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 10 Plus? Theo các bạn thì điểm yếu của Samsung Galaxy Note 10 Plus là gì? Cũng như là các bạn thấy hài lòng về những điểm gì trên Samsung Galaxy Note 10 Plus? Có giống như mình hay không thì hãy comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy break đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa. Ví dụ như video sau sẽ là những điểm chưa tốt trên Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus chẳng hạn. Hãy bấm vào subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.